chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm diều giấy nha các bạn. Đây mình cũng đã cắt giấy sẵn rồi nè các bạn. Mình không có qua tay nên là không được giống, mong các bạn thông cảm nha. Bây giờ mình chỉ cần gáp cái cây vô nữa là xong rồi các bạn. Rồi mình đem ra thả coi nó bay được không nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gáp cây vô nha các bạn. Mình cũng đã chuốt cây với chuẩn bị sẵn cây rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành gáp vô nha. Xong rồi nè các bạn. Đây. Không biết thả được không nữa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cột dây vô rồi mình thả thử cho các bạn xem nha. Đó, xong rồi nha các bạn. Đây, con búp bê của mình nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi thả nha. Đây nè các bạn. Đó, đang bay rồi các bạn. Không biết thả được không nữa các bạn ơi. Ôi lạng quá trời lạng luôn các bạn ơi. Mình quên làm cái đuôi cho nó thăng bằng. Không có đuôi nó lạng quá trời luôn các bạn ơi. Hơi khó thả các bạn ơi. Không có lên rồi các bạn ơi. Đây đó. Lạng quá trời lạng luôn. Lạng quá trời lạng luôn các bạn ơi. Nó lên từ từ rồi kìa các bạn. Rồi rồi. Mình chế cho nó cái đuôi nữa nè các bạn. Bây giờ trợ giúp thêm một người nữa. Không biết lần này lên không nữa. Để đếm 1, 2, 3 luôn nha. 1, 2, 3. Rồi xong rồi. Rồi ghế rồi. Để thả lại một lần nữa các bạn ơi. Chắc không lên quá. Rồi chạy. Đó lên rồi các bạn ơi. Rồi 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 xong rồi kết cuộc rồi. Oh my god, wow. Hên hên không sao các bạn ơi, chưa ướt nước biết sao lấy được nữa các bạn ơi.
cuốn dây xích vô chút nè. Rớt xuống ướt nước là xong luôn các bạn ơi. Ấy rồi, gạch giấy. Hên quá. Vì gạch lỗ giấy rồi các bạn ơi. Đây. Đây gạch lỗ một lỗ rồi nè các bạn. Rồi tiếp tục thả nữa nha. Nè qua cầm đi. Rồi buông ra đi. Đó lên nè các bạn ơi. Trời, nó đảo quá trời đảo luôn các bạn ơi. Rồi, rồi. Ở trên đây nè, quà. Không có ướt nước nữa nè. Rồi ướt luôn rồi các bạn ơi. Mà không sao mình thả nữa. Thả. Đây con rùa đó. Nè. Thả đi. Thả lần này nữa là chắc cách luôn á. Rồi giục lại đi qua giục lại. Kệ đi giục lại đi. Rồi. Chưa để sửa cái đuôi tàn cái. Thất bại ơi. Nè nè sửa cái đuôi lại nè bà. Để mình sửa cái đuôi lại các bạn ơi. Em ném không phải ba anh chạy nha. Rồi nè. Cầm đàng hoàng bà. Gách cầm đàng hoàng nè. Con nhũ cầm đi. Lên được con khúc rồi các bạn ơi. Rồi gắt ruộng luôn rồi. Nó nằm dưới ruộng kìa các bạn. Lần này thả thất bại rồi các bạn ơi. Mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha.